Dạ, lần này đoàn xe của mình thì mọi người chuẩn bị bước vào ngôi chùa tiếp theo. Đây là chùa Thiền viện Hoàng Hạnh Đà Lạt nha mọi người. Thiền viện Hoàng Hạnh Đà Lạt. Cái cổng vào ha. Đây. Đi vào trong. Bước vào bên trong. Tượng Phật nằm. Đi. Tiếp theo mình sẽ đi vào bên trong. Đây rất là đẹp ha. Chùa bên kia là hơn nhất, đang được xây dựng thêm hay không? Đối vào kiến trúc chùa hai bên được trang trí trồng hoa rất là đẹp luôn á, mấy cái bình hoa kìa. Quá đẹp luôn. Wow, đây có cây bưởi mà có trái nữa kìa. Cây bưởi nhỏ xíu mà trái quá trời luôn. Khu bên đây là người ta đang xây dựng nè mọi người. Qua khu bên này. Bên này hồi này có nữa hả? Vệ sinh. Đây mình tiếp tục đi qua khu bên đây nhé. Khu bên đây có cái cầu đi ngang nè. Đây đẹp vậy.
Đây phía trước chỗ bãi đậu xe ha. Đoàn xe của mình sẽ đậu bên đây. Xe của dì Cúc. Đây mình sẽ quay lại từ cái ngoài cổng vào cho mọi người xem ha. Thiền viện Vạn Hạnh.